bộ First Steps Jumbaroo hàng Fisher Price made in Mexico. Là loại ghế nhúng mà có thể bé có thể bước đi những bước đầu đời. First Steps. Rồi. Đây là cái bộ nhúng khách nhạc của nó. Đây là cái bộ khách nhạc của nó nha. Rồi cái phần lắp pin nó nằm bên dưới đây. À, nó sử dụng là 3 pin tiểu. Lắp cái đệm ghế vào trong cái phần ghế nha. Cái đệm đây, tình trạng của đệm ghế đây cũng còn khá mới nè, không có hư hỏng gì hết ha. Rồi đây, lưu ý cái đây là cái mặt phía trước mặt của bé, còn đây là phía sau lưng, phần cổ của bé cao hơn, nó có cao hơn một tí, chiều cao nó cao hơn để cái đỡ phần cổ. Rồi khi mà mình vào vào đó thì là cái phần nhãn đây nó phải trùng với lại cái phần nhô cao của sau này, gài lại như là gài quy, gần như là gài quy. Rồi đây nó có những cái gờ gài cái này vào. Gài như thế này. Gài vào như thế đây. Tự cài hết giáp vào. Khi cài thì lưu ý đừng có để mấy cái vải mình che lên mấy chỗ bánh xe. Rồi, tất cả đã gài xong hết đây. Rồi xong. Rồi đây là lắp ráp thì mình lật ngửa nó ra để dễ. Đó, tình trạng như thế này. Rồi. Đây là những cái phần để gắn vào, khớp vào và điều chỉnh chiều cao. Cả hai bên. Đây, cái chân. Rồi, tư thế của cái chân khi gắn vào đó thì là cái mặt số.
sẽ quay ra phía trước. Và lưu ý là nó có những cái gờ bên trong này là nó sẽ ăn với lại những cái cháu ở đây, nó có những cái lõm vào đây, cho nên phải gắn đúng thì nó mới vào, chứ gắn sai nó cũng không vào. Đây là cái chân này, cũng ở bên trong nó có cái chốt cái lỗ lõm này, liên tới nhô bên trong này, hai bên hết. Nó lõm đây là có nghĩa là bên trong này nhô ra. Rồi cũng là mặt chữ quay ra phía trước. Nó vào thì mình bóp cái nút ở dưới đây để mở ngàn đó. Mình chưa cắt thôi là nó đã vào, cho cái này mình kiểm tra nó thấp, chưa cắt là nó vào rồi. Để coi bên này đang nằm số mấy đây, nó nằm cái này chưa vào hết. Cung này thì gắn cái cắn sẽ hơi khó một chút. Mình vừa đẩy vô, mình vừa những cái lúc này để nó mở cái chốt gài bên trong ra. Cái khung xoay thì hai bên để cho nó cân, cây giữ thẳng ở giữa thì nó có. Rồi. Rồi, cắt rồi đó. Để vào hai bên như vậy, trước mắt là hai bên nó cùng số 3 là nó bằng nhau đây. Tương tự cái chân này đấy. Gắn mặt số quay ra phía trước. Khi mà phần cây nó giữ thẳng của cùng trước rồi, chân sau vô nó dễ hơn, nó không bị xéo, cho nên là nó thẳng hàng nó vào. Cũng là bấm nút vừa xuống. Cũng là bấm nút xuống. Rồi lát mình chỉnh chiều cao cho nó cân bằng sao. Rồi khi mình lắp mấy cái chân nó vào rồi thì lắp ngược nó ra. Bây giờ mình xem ở đây, mức chiều cao ở đây đang là số 2 ha. Phía sau này nó đang là số 3. Thì nắm giữ cái nút này cho nó xuống xí. Cái cách thì dựng nút bên đây, dựng bên đây. Rồi cuối cùng là số 2. Mức thấp nhất
là số 1 dành cho bé còn nhỏ, thì bé cao hơn chút thì là chỉnh thêm số 2 hoặc là số 3, có tùy theo chiều cao của bé thôi. Ở đây cái đệm ghế hồi nãy mình gắn vào đây xong rồi, mình gắn nó lại, nên là nằm bên dưới thao tác dễ hơn. Rồi nhìn vào hết là ghế nó xoay được. Lúc đó bên dưới ghế ngửa lên, có những cái chốt này nè, cái chốt này này nằm bên dưới của cái vòng. Xa quá, em đang quay em thấy mà. Đây một cháu, hai cháu này, và đây ba cháu, nó gài cái vành ngoài của cái vòng nó giữ lại đó, và khi đó thì cái ghế nó mới xoay được, xoay như những cái bánh xe. Rồi cái này, cái thanh đồ chơi này cũng phải gắn đúng chiều, cái này tròn, cái này dẹp, cũng phải gắn đúng thì nó mới vô được. Chứ khi mỗi bên nó chưa biết cắt cái là nó gắn vào rồi đó. Còn nếu mà mình khi nào mình muốn lấy ra, cái giật mạnh lấy ra thôi, giật mạnh lấy ra hai bên. Rồi đây là cái bộ phận tắt nhạc đây, gắn vào, gắn vào nó có những cái chốt giữ lại, cũng chưa biết cắt, cắt thì nó mới vào giữ lại. Khi muốn lấy ra thì mình phải dùng tay bên dưới mình đè những cái chốt này luân phiên nhau để nó mở chốt ra mới giật lên được. Và những cái chốt này nó sẽ gài, nó gài vào những cái lỗ này, gài vào những cái lỗ này trên đây. Đó, dính chắc rồi. Để quay ra ngoài cho anh dễ, rồi khi bé còn nhỏ chỉ là dùng kỹ năng nhúng thôi thì là cái khung này thu gọn lại. Khi bé mà nó lớn hơn một tí, có thể bước những bước đầu tiên cần kéo cái khung nó dài ra thế như thế này, bé được không? Đó, cho nó bé biết bước tới, khi nó bước tới bước lui thì hai nó sẽ chụp hai bên như thế này. Bước tới bước lui. Khi nhúng vào vậy, tôi ngắn nó lại cho gọn. Rồi cái tính năng nhạc. Đây là công tắc tắt mở và nhỏ lớn. Mức này là thanh nhỏ, mức này là âm thanh lớn hơn một tí. Lưu ý là những cái hàng Âu Mỹ thì âm thanh của nó luôn nhỏ để kích thích phát triển cái thính giác của bé, chứ không phải là âm thanh mà chói tai thì sẽ gây ảnh hưởng nhĩ tai, cần phải kích thích phát triển của bé. Rồi ngoài ra khi đây là nút chọn một nốt, là có nghĩa là khi có bé có vận động hoặc có nhúc nhích cái ghế này thì là mới phát ra âm thanh. Còn nút hai nốt nhạc ở đây thì là âm thanh tác liên tục. Rồi ở đây chuyển qua một nốt nhạc thì âm thanh chỉ tác một đoạn ngắn thôi rồi nó ngưng. Rồi nếu mà có nhúc nhích thì sẽ tác ra nhạc, cái này để khuyến khích bé nó vận động.
khi mà bé nó có vận động thì là sẽ phát ra nhạc, cái này nhằm khuyến khích bé vận động. Mấy cái này thì là bé đứng vô tư. Rồi đây có hình cái con cá sấu này lăn, có tiếng lục lạc bên trong, chú voi, cái vòng màu sắc. Cái này là để tập cho bé kéo tay, vừa cho bé nhận biết về màu sắc, vừa để kéo tay vừa cái này hạt này đi. Rồi và đây là hàng made in Mexico. Để gần quá. Để xem làm thế. Rồi bây giờ này, con thấy được cái chữ nó thì lật nó lại. Made in Mexico ha. Đó. Phải điều chỉnh cái độ nghiêng nhựa mà nhựa nhập in nổi mà phải điều chỉnh độ nghiêng nó thì nó mới thấy rõ được đó. Đó, hai cái quai sắt này để ở đây là một cục lạc trên mặt trời. Đường an toàn. Nó làm bằng kính an toàn nha, không thể vỡ được, không bao giờ bể. Nó không phải là kính thật, lớp nhựa phủ một lớp sáng cho nên thôi.